Như đã đề cập, tại khu vực phía Nam vừa có thêm Trà Vinh công bố dịch cúm gia cầm trên toàn tỉnh. Trước diễn biến này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh sáng nay đã tổ chức cuộc họp với các địa phương có cung cấp nguồn gia cầm sống vào thành phố nhằm phối hợp kiểm tra dịch bệnh từ nguồn. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, nguồn gia cầm trên thành phố chủ yếu là lấy từ các địa phương lân cận như Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tiền Giang. Hiện nay, giữa các tỉnh đã có nhiều biên bản ghi nhớ phối hợp chia sẻ thông tin về dịch cúm gia cầm. Tuy nhiên, theo đánh giá của ông Mai Văn Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Thú y, việc phối hợp thông tin này hiện nay chưa thật sự hiệu quả. Thì quan điểm chỉ đạo của Bộ là phải công khai minh bạch và thông tin để cho bà con, cũng như là phải như chúng ta thấy là qua cái phối hợp hôm nay thì các sở cũng thống nhất với nhau là sẽ chia sẻ thông tin để cùng nhau là giải quyết các khó khăn trong vấn đề dịch bệnh xảy ra. Để hỗ trợ các địa phương phối hợp kiểm tra, một đại diện đã đề nghị thành phố Hồ Chí Minh xây dựng một danh sách các cơ sở giết mổ được phép cung cấp cho thành phố. Khi trong cái giấy kiểm dịch là xuất về đâu, xuất về thành phố Hồ Chí Minh mà cơ sở giết mổ nào, thì nếu có những cái danh sách đó thì khi người ta làm cái giấy kiểm dịch thì nếu anh thành phố Hồ Chí Minh có 10 điểm thôi, anh này anh nói là anh xuất về một cái điểm mà không nằm trong 10 điểm đó thì các tỉnh họ không làm cái phiếu kiểm dịch, họ mới làm kiểm dịch xuất về cái cơ sở đó. Ông Phan Xuân Thảo, Cục trưởng Cục Thú y thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố sẽ rà soát lại để phân loại danh sách các cơ sở giết mổ theo từng địa phương theo như phản ánh. Ngoài ra, thành phố đang phối hợp với các chuyên gia tổ chức lương thực và nông nghiệp thế giới, FAO, xây dựng đề án truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Hiện các chuyên gia đã tiến hành khảo sát trại chăn nuôi tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai. Xây dựng cái chuỗi thực phẩm an toàn thì trong quá trình đó thì vấn đề cái nguồn cung ở đâu và xây dựng cái thương hiệu và có cái mã nhận dạng để khi mà vấn đề một cái sản phẩm nào đó thì chúng ta biết rằng là nó từ trại chăn nuôi nào, nó được giết mổ ở đâu, rồi vấn đề qua những cái kênh phân phối nào. Và như thế chúng ta nó hình thành một cái chuỗi giá trị và trong quá trình đó thì đảm bảo được rằng cái nhà sản xuất, cái người chăn nuôi đều có trách nhiệm để mà chúng ta hoàn thành được hết cái trách nhiệm của mình. Liên quan đến tình hình tiêu thụ gia cầm giảm mạnh trong những ngày gần đây, ông Mai Văn Hiệp cho rằng đây là do lỗi của các địa phương trong việc thông tin tuyên truyền. Tuyên truyền về vấn đề sử dụng gia cầm an toàn thực phẩm thì cái phần này cũng còn nhiều vấn đề. Và chúng tôi cũng đề nghị là phải tập trung để làm cho tốt này thì khi nào có dịch thì chúng ta chống dịch, còn khi không có dịch thì chúng ta vẫn sử dụng gia cầm và sản phẩm gia cầm an toàn, chứ không có vấn đề gì mà phải không sử dụng hoặc là tẩy chay này kia thì nó ảnh hưởng đến sản xuất. Ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày gần đây, lượng tiêu thụ gia cầm đã giảm hẳn. Ngay cả những sản phẩm của các doanh nghiệp có thương hiệu, lượng tiêu thụ thịt gà vịt cũng giảm đến 25%.